không hiểu được nhu cầu của thị trường, dẫn đến việc là học càng cao thì lại càng khó kiếm được việc làm. Bạn đi đi lên cái quăng cái bằng cao vô mặt họ, ý nói là tôi muốn lên lương mang tiếng đi làm công nhưng cứ muốn làm cha người ta. Chào mọi người, thực tế cho thấy đầu tư cho việc học càng ngày càng tốn kém, học hành thì vất vả nhưng ra trường lại không kiếm được việc làm như mình vọng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp xong là phải cất cái bằng đi để chạy Grab kiếm sống. Một số ít lại suy nghĩ rằng là do có thể là do bằng mình đã chưa đủ cao, quyết tâm chi thêm tiền, chi thêm thời gian để học lên thạc sĩ tiến sĩ thì kỳ vọng này lại bay quá cao so với thực tế. Đã thất vọng lại càng thất vọng. Thực tế là đa phần chúng ta học theo trào lưu chứ không có một cái định hướng rõ ràng, không hiểu được nhu cầu của thị trường, dẫn đến việc là học càng cao thì lại càng khó kiếm được việc làm. Trong khuôn khổ cái bài này thì Ti sẽ xoay quanh thị trường lao động ở Việt Nam thôi, cho nên là sẽ không lan man. Báo Đài mỗi năm liên tục cập nhật cử nhân rồi thạc sĩ tiến sĩ chiếm 20% số người thất nghiệp ở Việt Nam. Con số này đều đặn, năm sau lại cao hơn năm trước, nhưng cái trò đời người ta vẫn đua nhau bon chen bằng cấp để được làm ông này bà kia. Thì cũng chẳng trách cáp lực con nhà người ta, cáp lực phải làm kẻ sĩ có lịch sử lâu đời đã ngấm vào máu từ thời cha ông. Xưa thì 10 năm đọc sách mong rằng là có một ngày được ghi tên lên bảng vàng rạng danh dòng họ, không có hay ho gì cái thứ là con buôn hôi hám mùi tiền hay là cái bọn địa chủ của hậu gian ác, trong khi đây là những người thực sự tạo ra của cải và việc làm cho lao động thời ấy giờ. Nay thì bằng nọ cấp kia treo đầy nhà, cất đầy tủ, ra đường được gọi là thầy nghe nó sướng, thiên hạ đua nhau làm thầy, rồi cái chức danh gọi là nhân hiệu cũng được thể hiện ra cái sĩ thạc sĩ A rồi tiến sĩ B rồi giáo sư C, nghe nó trọng vọng hơn nhiều những người thợ chỉ học xong trung cấp đi làm nghề tay chân muốn đời không ngẩng mặt lên với xã hội được. Tư tưởng ý thức hệ từ thời phong kiến còn sâu đậm, thời buổi người tìm việc, việc đuổi người như hiện tại, bạn mà chỉ có tấm bằng cử nhân thì may ra còn kiếm được cái một cái chỗ làm tạm tạm để làm công ăn lương, bán máu kiếm tiền cho mấy thằng chủ đất nào đó mà sống qua ngày, chẳng may lại còn đeo lên cái chức thạc sĩ tiến sĩ thì thôi đảm bảo là không ai dám nhận luôn. Vì tâm lý của những cái người học cao hay đòi hỏi cao, đòi lương cao, đòi đối xử trịnh trọng, mang tiếng đi làm công nhưng cứ muốn làm cha người ta thì chủ rất là ngại. Học để lấy bằng thì dễ chứ sử dụng kiến thức học được để kiếm ra tiền thì mấy ai làm được. Nhưng cái sĩ của mấy tay học cao thì luôn luôn có vị trí lãnh đạo, cần kinh nghiệm thực tế thì dân học cao đôi khi lại có kiến thức nó quá trên trời, dẫn đến việc là chi phí đầu tư của chủ doanh nghiệp bị đặt sai chỗ do là gửi nhầm người. Điều này xảy ra nhiều rồi, cho nên là doanh nghiệp bây giờ nó cũng khôn ra hơn rồi, họ thua nhiều nên họ khôn ra. Người ta rất là ngại mấy cái ông học cao rồi tỏ ra thượng đẳng. Nhiều người sẽ nói là tôi học cao nhưng mà tôi khiêm tốn, nhưng mà bạn không làm được đâu. Tấm bằng sẽ nói lên là bạn có khiêm tốn hay không, vì nếu chỉ cần là kiến thức bạn có thể tự học được. Bây giờ internet phổ cập kiến thức bao la, bạn muốn học cao cỡ nào cũng được, tại sao cứ phải lấy cái bằng thạc sĩ tiến sĩ cho bằng được? Mà học trường làng không chịu đâu nha, đòi hỏi phải học là đại học quốc tế mới chịu. Tại vì bạn thích có một cái chức danh, như vậy là bạn thích sĩ rồi. Chứ bây giờ nói tôi tự học trên internet nhiều lắm thì không ai tin đúng không? Nhưng mà nếu bạn nói là, nói ngắn gọn là một câu là tôi có bằng thạc sĩ ở trường đại học Mỹ ABC gì đó thì nó cụ thể hơn. Thế là các bạn tới trường để mua cái danh cho nó hợp pháp, rồi lên Facebook, lên LinkedIn hay là ghi vô CV là học vấn thạc sĩ cho nó bắt hồ sơ, rồi đi gặp các doanh nghiệp đòi lương cao. Vấn đề là cái bằng thạc sĩ tiến sĩ định hình bạn ở cái đẳng cấp đó, nó khiến bạn không thể chấp nhận người ta đối xử mình ở thấp hơn, bạn phải cương để giữ giá. Đó là tâm lý rất là bình thường của con người. Và bây giờ thực tế nè, chúng ta đưa ra số liệu cụ thể để xem tỷ lệ chọi của các thạc sĩ tiến sĩ Việt Nam như thế nào ha. Theo số liệu chính thống từ Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, gọi tắt là Vina SME, có đến 96% doanh nghiệp đăng ký ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khối này tạo ra 40% tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm, chủ yếu mang lại lợi đặc biệt cho nguồn lao động chưa qua đào tạo. Trong khi một công ty cả 100 nhân viên thì chỉ cần 1-2 vị trí lãnh đạo thôi. Và để lãnh đạo những nguồn lao động chưa qua đào tạo thì cũng chỉ cần lãnh đạo trình độ ở tương đương cùng vốn kinh nghiệm lâu năm trong nghề là đủ. Để tư duy của cái giữa lãnh đạo và nhân viên không quá chất lập, dễ gây sự bất đoàn kết hay là hiểu nhầm. Vậy thì các bạn là tiến sĩ, thạc sĩ, sân chơi của bạn là nhóm 4% còn lại và nhiệm vụ là tạo ra 60% tổng sản phẩm quốc nội. Áp lực đấy chứ không phải đùa. Nhiều người phải tốn đến 10 đến 20 năm mới leo lên được cái vị trí đó. Vài năm cao học mà các bạn đòi dời sông lấp biển thì có thể nói là hoang tưởng. 20% dân thất nghiệp là thạc sĩ tiến sĩ đấy đó. Nhiều khi xấu hổ là không khai báo thì người ta thống kê thiếu đó. Vậy vô hình chung là tấm bằng cao học của các bạn biết luôn cái cửa thăng tiến của bạn. Thì 96% doanh nghiệp quản lý lao động chưa qua đào tạo thì cơ hội cho cử nhân còn khó chứ đừng nói là có bằng cấp cao hơn. Thực tế thì trung cấp cao đẳng vẫn có nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn các bạn ạ. Vì nhìn chung là chi phí tiêu dùng của đa phần dân Việt Nam mình ở thời điểm hiện tại cũng chỉ ở tầm trung bình cho các chi tiêu dịch vụ đơn giản hàng ngày, như là dự án mình đang làm đây. Vài phút giới thiệu nhé. Máy tính của bạn cần cài lại Windows, bạn muốn vệ sinh máy lạnh, hay bạn muốn thiết kế logo làm website, đèn tranh ở nhà canh thấy, vòi nước ở nhà bị rỉ, hay sofa muốn khiêng lên lầu nhưng không có ai giúp. Những công việc thế này tuy nhỏ nhưng lại xảy ra hàng ngày ở bất kỳ đâu. Vấn đề là tìm được thợ giỏi đã khó, mà có tìm được thì cũng phải hẹn lịch chờ lâu. Có khi thợ không thèm tới vì họ chê việc nhỏ, trả công rẻ, tốn thời gian di chuyển, chẳng lẽ bó tay? Nhờ cộng đồng helper giúp đỡ thôi. Họ là ai, kiếm ở đâu? Trên ứng dụng nhiệm vụ chứ đâu? Một ứng dụng hai giao diện dành cho hai đối tượng. Bạn đăng ký thật nhanh bằng số điện thoại cá nhân, nhấn vào nút tài khoản ở góc dưới trên màn hình chính để thay đổi giao
diện linh hoạt. Vào bên trong, dòng chữ đổi giao diện được hiển thị theo màu rất dễ nhìn. Bây giờ trong vai trò là khách hàng, bạn muốn tìm helper có hai cách: giao nhiệm vụ công khai hoặc nhờ trực tiếp. Thử tạo nhiệm vụ công khai xem. Trên màn hình chính, nhấn vào nút yêu cầu, chọn ngay nút nhiệm vụ mới ở trên cùng. Ví dụ khách hàng chọn lĩnh vực thiết kế IT, mô tả nhiệm vụ là cài lại Windows cho dàn máy tính để bàn. Tiếp tục là tự mình ra giá, muốn trả 50.000 cho công việc này. Thêm vài bước xác minh nữa là tạo xong nhiệm vụ. Bây giờ thì chờ helper chào giá rồi. Một thời gian sau có 3 helper chào giá. Bạn có thể xem lời thuyết phục của từng người hoặc nhấn vào từng tài khoản để tham khảo sơ lược năng lực của họ. Quyết định chọn ai thắng giá là quyền của bạn. Trong thời gian này bạn vẫn có thể thay đổi helper nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung. Một khi nhiệm vụ hoàn tất và để lại đánh giá, khách hàng chỉ cần thanh toán online cho helper đúng với mức giá thương lượng cuối cùng của hai bên mà không cần phải trả thêm bất kỳ phụ phí nào. Nếu muốn nhanh hơn, khách hàng có thể giao nhiệm vụ trực tiếp cho helper ở gần mình nhất. Quay lại màn hình chính, vẫn chọn là nút yêu cầu. Bên dưới nút nhiệm vụ mới là danh sách helper được sắp xếp theo thứ tự gần mình nhất. Bạn có thể bấm vào từng helper để xem sơ lược năng lực, chọn được người phù hợp, bấm vào nút yêu cầu ở đây để giao nhiệm vụ trực tiếp cho người này. Quá trình tạo nhiệm vụ tương tự như lúc nãy, cũng mô tả nhiệm vụ và tự mình ra giá, nhưng nhiệm vụ này ở trạng thái ảnh, chỉ có hai bên thương lượng kín đáo với nhau. Nhiệm vụ bảo hành dịch vụ cho khách hàng lên tới 2 tuần kể từ lúc khách hàng chọn thanh toán bằng ví điện tử. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm gặp sự cố, helper sẽ được yêu cầu quay lại sửa sai hoặc nhiệm vụ sẽ hoàn lại 100% phí thanh toán. Nhiệm vụ thậm chí đã mua gói bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng có giá trị lên tới 2 tỷ. Ở vai trò làm helper, sau khi đăng ký, bạn cần xác thực tài khoản để chính thức trở thành helper. Trong màn hình tài khoản, chọn nút phỏng vấn, điền đầy đủ thông tin bắt buộc trong hồ sơ cá nhân, bao gồm cả việc xác minh 4 tấm ảnh chứng minh thư. Cuối cùng lùi ra ngoài, chọn năng lực, chọn nghề nghiệp, chọn tối đa 2 nghề nghiệp mà bạn có thể làm. Những thông tin còn lại là không bắt buộc, nhưng nhiệm vụ khuyến khích helper điền đầy đủ để tăng thêm uy tín trong mắt khách hàng. Ngoài ra, nhiệm vụ hỗ trợ helper xuất CV chuyên nghiệp theo mẫu tự chọn, ra file PDF từ những thông tin được cung cấp trong màn hình phỏng vấn. Lưu ý, helper chưa xác thực tài khoản sẽ không được chào giá là nhiệm vụ. Khách hàng cũng sẽ không thấy nút yêu cầu khi xem sơ lược năng lực của helper này. Để làm nhiệm vụ công khai, helper quay lại màn hình chính, chọn nút tìm kiếm. Danh sách nhiệm vụ mới sẽ hiện ra theo dạng cột. Nhấn vào nút bản đồ để xem toàn cảnh tất cả nhiệm vụ hiện ra theo từng khu vực tọa độ. Chọn nhiệm vụ phù hợp, chào giá, thuyết phục khách hàng. Helper sẽ dùng điểm VPoint để quy đổi ra phí chiết khấu dựa trên số tiền helper đã chào giá. Lượng VPoint sẽ bị trừ hoàn toàn sau 3 ngày helper trở thành người thắng giá. Nhiệm vụ khuyến khích helper liên lạc sớm nhất để hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung, helper cần yêu cầu khách hàng chọn người khác thay thế trước thời hạn 3 ngày để lấy lại điểm VPoint. Nếu thiếu điểm VPoint, helper có thể mua thêm để chào giá. Nhiệm vụ không chỉ làm trung gian kết nối cộng đồng hay tạo cơ hội việc làm, chúng tôi còn phân loại năng lực và là trọng tài có tâm. Tham gia cộng đồng nhiệm vụ ngay hôm nay để giúp đỡ mọi người. Theo tâm lý của chủ doanh nghiệp, một khi các bạn làm tốt, người ta sẽ tự động tăng lương lên vị trí cho bạn. Còn không nói là gì hết thì có nghĩa là họ muốn bạn in first. Bạn điên lên cái quăng cái bằng cao vô mặt họ, ý nói là tôi muốn lên lương từ chức. Thế thì họ sẽ lịch sự mời bạn đi chỗ khác chơi vì khả năng của công ty không đủ thỏa mãn cái tham vọng của bạn. Và khi bạn đi chỗ khác thì cái kết quả cũng bị chen thôi. Đã là thạc sĩ, tiến sĩ thì phải ngồi vị trí lãnh đạo đúng không? Mà lãnh đạo thì lúc nào cũng phải có người ngồi sẵn rồi. Doanh nghiệp có thể thiếu nhân viên chứ đâu có thiếu lãnh đạo được. Vị trí lãnh đạo là phải có người ngồi đó rồi, chứ không nào là để trống để chờ các bạn tới nộp đơn được. Thực tế tí đi, chẳng lẽ đuổi cái ông hiện tại để đẩy bạn vô, nên thất nghiệp là bình thường. Còn nếu không thì phải giấu các bạn thạc sĩ đi mà đi xin việc chỗ khác. Như vậy thì quá đáng phí. Mà dây dưa thì không ra quyết định sớm thì chỉ sau 1 năm thôi các bạn cấp hết hạn sử dụng, lại phải đi chạy Grab hay là GoViet. Nếu bạn nghĩ thì nó sai thì hãy comment ở bên dưới nhé. Vì mình thích những cái ý kiến trái chiều sẽ làm cho tư duy của mọi người mở rộng ra. Và hãy follow mình luôn nhé nếu mà các bạn chưa làm điều đó. Và nếu như cái phân tích của Thi chưa đủ thuyết phục, tại vì có thể là mình hình ảnh quá mới, thì mình sẽ dẫn ra một cái nhân vật có thể gọi là uy tín hơn. Cùng xem nhé. Cho nên cuối cùng 200.000 sinh viên thất nghiệp, tất cả trung cấp nghề không thằng nào thất nghiệp. Vì giá chót nó còn cá, nó đóng được cái đinh vào tường. Còn đây mắt kính thì lồi lên, nói thì như thánh ấy, lên cái sân khấu này nhận học bổng. Ban thử kiểm tra cho tôi mấy kẻ nhận học bổng thành công, chỉ được cái Lý Thuyết Chuông. Cho nên là cứ thế là nhòi lên cầm cái bằng là tiến sĩ này, lò ấp tiến sĩ này. Toàn tiến sĩ rẻ rách, kết quả càng học lên thì càng thất nghiệp. Mà trung cấp nghề nó không. Cho nên vừa rồi bộ cho phép liên thông ngược, tức là thằng nào thạc sĩ được liên thông xuống cao, xuống đại học được liên thông xuống cao đẳng, cao đẳng được liên thông xuống trung cấp nghề, không cần thi đầu vào. Vì càng xuống thì càng có việc. Cao học là phí tiền, phí thời gian và phí thực tế. Thứ nhất, về mặt đầu tư thì các bạn học lên cao, các bạn càng tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Quan trọng là khoản đầu tư này hết sức phí phạm. Bạn học lên vì sĩ diện với mấy cái danh hiệu, muốn chứng minh chứng tỏ với đời. Mà già bạn có điều kiện thì thôi, tôi coi như là bạn thuộc thành phần đặc biệt không bàn tới. Nhưng nếu bạn cũng chẳng có khá khẩm gì, nhà giàu vừa phải, bố mẹ làm lao động hay là anh chị em nheo nhóc bày đàn, thì chẳng hạn thì khoản đầu tư của bạn là lỗ chắc luôn. Tính nhẩm đi, lấy được cái bằng cử nhân bèo bèo cũng mất 4 năm đời rồi. Thạc sĩ, tiến sĩ thì các kiểu thì mỗi chú là 2 năm lận. Học phí mức thấp nhất ở trường đại học công giờ là khoảng 10 triệu một năm. Trường quốc tế danh hiệu kiểu Hoa Sen cũng tầm trên dưới 60 triệu một năm. Đấy là chưa kể các loại phụ phí linh tinh như là phí thầy cô, phí chơi bời, phí lười này nọ nữa nhé. Mình chưa kể là nếu mà chẳng may các bạn đi du học nữa thì là mạnh chát luôn. Trung bình học phí du học Master ở Úc là tầm từ 20 đến 25 ngàn một năm. Bèo bèo khoảng 2 năm, tiền để đi còn nhanh hơn cả Bachelor. Mà có mấy cái môn phải học chung với cái danh Bachelor.
Ví dụ như mình hồi đó là ngồi chung lớp lecture với mấy đứa master, cứ tưởng là mình ngồi nhầm lớp. Ai không hiểu thì comment ở bên dưới mình sẽ giải thích sau. Trong khi đó một cái khóa học online hay là cái bằng chứng chỉ nghề là giá chỉ từ 200.000 gì đấy, 20 triệu thôi, mà học lúc nào cũng được, thời gian tầm chừng 3 tháng, hay thích thì làm hẳn một quả trung cấp hoặc là cao đẳng nghề gì đó, cũng lắm là 2 năm, 96% doanh nghiệp cả nước sẽ chào đón bạn. Tôi nhìn số liệu thật để suy luận, bạn nên thực tế chứ đừng có là con tếu, thị trường nó vậy thì bạn phải chịu. Thứ hai, mặt kinh nghiệm về thực tế, các bạn học một lèo từ 12 tới thạc sĩ là mất 6 năm, sau bước ra đời thì tôi đã bảo đảm là giống như là Nobita là đầu tới thế kỷ 22 vậy đó, thế là còn nhẹ đó, chứ nhiều ông tôi thấy là còn giống như là từ trại tập hành ra cơ, đặc biệt là mấy anh chị tiến sĩ, mấy chị học MBA, PhD ở nước ngoài về, toàn nghiên cứu mấy cái đâu đâu trên trời thôi, giống như là bay luôn đó. Chúng ta cần có ISO, chúng ta làm việc không có professional gì cả, đến khi quay ra hỏi là bây giờ sản phẩm của mình là cái gì, khách hàng của mình là ai, có khi còn không biết. Kiến thức chuyên ngành thì có vẻ là sâu sắc, nhưng mà chuyên môn trong công việc thì là không có. Kinh nghiệm cũng là zero luôn. Trong khi thực tế thị trường trong nước cạnh tranh rất là khắc nghiệt, vì khách hàng rất là thực dụng và ăn chắc, sản phẩm phải thấy, phải cầm trên tay này họ hiểu rồi họ mới thuyết phục, chán chê rồi họ mới mua, tại họ là thượng đế mà, họ thích lên giá, mấy cái triết lý cao siêu họ tung hô đó, nhưng mà đó chỉ là cái tâm lý bày đàn thôi. Nhiều khi thượng đế không hiểu gì đâu, trông chờ vào cái đó thì chỉ có đói. Người giàu họ có tiền, họ mua hàng hiệu, đồ thủ công để khoe khoang, thể hiện cái địa vị thì được, chứ bảo họ đầu tư vào nghiên cứu cao siêu, mấy cái định luật, định lý khoa học, mấy cái đồ thị này nọ thì còn lâu. Thế mới nói là mấy cái bác tiến sĩ, giáo sư muốn nghiên cứu phát minh vĩ đại thì xin mời ở nước ngoài để phát triển và cống hiến. Còn nói là kinh nghiệm thực tế, sau bao nhiêu năm học hành nghiên cứu của bạn có cái gì? Chả có gì. Bạn có biết mấy cái đứa mà nó chả học cái gì á, cứ đi làm thôi ấy mà, vì sao nó được chào đón không? Vì nó chịu làm và nó phải làm, cái gì nó cũng làm hết, không biết cũng làm, biết còn làm kinh hơn, không làm thì chết đói. Quan trọng là những người này nói thật, em không có bằng cấp cao, em chỉ được cái xin thôi, nhưng mà em chịu học và chịu làm. Anh thấy em làm được việc thì anh tăng lương cho em. Người ta bảo trăm hay không bằng tay quen, sống lâu thì nên lão làng. Tiến sĩ mà không bán được hàng hay là thạc sĩ mà không kiếm được đơn về thì đều bỏ đi. Vấn đề là tiền, bạn phải mang được tiền về thì người ta mới có cái người ta trả tiền cho bạn. Đi học bạn được dạy những kiến thức chỉ xảy ra trong trường hợp lý tưởng thôi. Cứ áp cái công thức là vận tốc bằng quãng đường chia thời gian, trong khi thực tế là biết bao nhiêu thứ sẽ làm cho vận tốc của mình thay đổi, dẫn đến việc là đi ngoài không tới đích. Những đứa ra đời sớm theo bản năng sinh tồn, chúng tự biết cách thích nghi với hoàn cảnh tốt hơn, chúng biết đi khi nào là tăng tốc, biết đâu là cơ hội, biết cái cần phải học, và quan trọng là biết được muốn thành công là phải làm. Thậm chí nếu mà chúng cần những cái thứ chuyên môn nhưng mà chưa được học, chúng vẫn biết cách thuê những đứa có học để kiếm tiền thay cho chúng và trả công với cái giá rẻ, với lý do là thị trường chỉ có vậy. Bạn đầu tư bằng cấp cao có thấy dài không? Mà thật ra nếu bạn nghĩ rằng là học thạc sĩ, tiến sĩ để ngồi chỉ đạo người khác á, thì hãy tự bỏ tiền về từ mở công ty riêng đi. Khi đấy các bạn thuê mấy cái anh mà MBA, mấy cái chị tiến sĩ đó, coi có mệt cỡ mệt mỏi cỡ nào. Tóm lại nhé, học lên càng cao thì cơ hội thất nghiệp của bạn càng lớn. Học ít thôi, biết đọc chữ, biết đếm tiền, quan trọng nhất là biết thời thế và thích nghi. Còn bạn vẫn muốn cái bằng cấp cao đúng không? Tôi chỉ cho cái kinh nghiệm thật, cứ đi làm việc như nhân viên bình thường đi, cố gắng đóng góp cho công ty, sau đó xin công ty đào tạo bạn học cao lên, họ sẽ cử bạn đi học master hay MBA gì đó. Họ đã đào tạo bạn rồi thì chắc chắn họ sẽ xài bạn lên vị trí cho bạn. Lương thì có thể là không tăng cái vèo, nhưng mà tại họ tài trợ cho bạn mà, nhưng mà sẽ tăng và giữ cái ghế cho bạn, đừng có tự bỏ tiền túi ra dài lắm. Nhân tiện tôi chia sẻ cho bạn một câu chuyện mà tôi chứng kiến nha, không thật ra câu chuyện của tôi. Tầm 10 năm về trước tôi đi làm cũng gặp một cái thằng học giỏi á, ấy ngon là thích thể hiện nên là cái gì cũng nói, biết làm biết hết, cho nên là công ty ai cũng ghét. Thế nên là nó thích thể hiện thì cứ để cho nó tự mò đi. Dĩ nhiên là nó giỏi thì nó mò một hồi cũng ra thôi, nhưng mà lâu. Còn tôi thì theo một ông sư phụ, ông này thì cũng chả giỏi gì đâu, nhưng mà ổng kinh nghiệm lâu năm nên ổng có cái mẹo hay giúp cho mình làm nhanh, chỉ cần làm sao đó để ổng quý mình thôi. Ổng chỉ thế là mình biết việc nhanh, làm mau ra kết quả hơn cái ông nội kia. Boss thì chỉ nhìn vô cái kết quả mà đánh giá thôi. Thế nên là ham học là tốt, nhưng biết thích nghi và vận dụng nó trong hoàn cảnh nào mới là quan trọng. Đã không thích nghi được thì có cái bằng rời thì cũng coi là vô dụng, chứ đừng nói gì là bằng cấp. Để dành cái thời gian đó mà đi kiếm tiền cho sớm, kiếm tiền sớm thì giàu sớm thì nghỉ hưu được sớm, nghỉ hưu sớm thì hưởng thụ được lâu. Nếu như bạn đã coi đến đây rồi thì tin biết chắc bạn là người ham học hỏi. Vấn đề là học xong rồi thì phải hành động chứ, đúng không? Mình thì không chỉ chia sẻ kiến thức, mình xây dựng luôn một cái cộng đồng nhiệm vụ có luật lệ, có cam kết rõ ràng để mọi người cùng nhau hoạt động. Hãy chia sẻ thông điệp này đến những người bạn của bạn nhé. Và đừng ngại để lại comment ở bên dưới nếu các bạn có câu hỏi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.